14 La Mã Phẩm Loài Người 1. Kiết Sử. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, đối với một hạng người, các hạ phần kiết sử không được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, đối với một hạng người, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, nhưng các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, đối với một hạng người, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, nhưng các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, đối với một hạng người, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu được đoạn tận. Đối với hạng người nào, này các tỷ kheo, các hạ phần kiết sử không được đoạn tận, các kiết sử khiến được tái sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Đối với vị Nhất Lai, đối với hạng người này, này các tỷ kheo, các hạ phần kiết sử, các kiết sử khiến được sanh, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Đối với hạng người nào, này các tỷ kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Đối với hạng người thượng lưu đi đến sắc cứu kính, đối với hạng người này, này các tỷ kheo, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Đối với hạng người nào, này các tỷ kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Đối với hạng người trung gian bát niết bàn, đối với hạng người này, này các tỷ kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Đối với hạng người nào, này các tỷ kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu được đoạn tận. Đối với bậc A-la-hán, đối với hạng người này, này các tỷ kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu được đoạn tận. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 2. Trả lời. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Trả lời tương ứng, trả lời không tự tại, trả lời tự tại, trả lời không tương ứng, trả lời tương ứng và trả lời tự tại, trả lời không tương ứng, trả lời không tự tại. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 3. Lanh trí. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Biết một cách tổng quát, biết một cách rộng rãi với các chi tiết, biết cần phải hướng dẫn, chỉ giỏi về chữ nghĩa. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 4. Nỗ lực. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Sống nhờ kết quả của nỗ lực, sống không nhờ kết quả của hành động, sống nhờ kết quả của hành động, sống không nhờ kết quả của nỗ lực, sống nhờ kết quả của nỗ lực và sống nhờ kết quả của hành động. Sống không nhờ kết quả của nỗ lực, sống không nhờ kết quả của hành động. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 5. Có tội. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo,
có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Có tội, nhiều tội, ít tội, không có tội. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có tội? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp có tội, thành tựu với khẩu nghiệp có tội, thành tựu với ý nghiệp có tội. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người có tội. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có nhiều tội? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp có nhiều tội, không tội ít, thành tựu với khẩu nghiệp có tội nhiều, không tội ít, thành tựu với ý nghiệp có tội nhiều, không tội ít. Như vậy là hạng người với nhiều có tội. Và như thế nào, này các tỷ kheo, là người với ít tội? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thành tựu thân nghiệp với không nhiều tội, với có tội ít, thành tựu với khẩu nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít, thành tựu với ý nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người ít tội. Và thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người không tội? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp không có tội, thành tựu với khẩu nghiệp không có tội, thành tựu với ý nghiệp không có tội. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người không có tội. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 6. Có giới. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không đầy đủ về giới, không đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người đầy đủ về giới, không đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người đầy đủ về giới, đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người đầy đủ về giới, đầy đủ về định, đầy đủ về tuệ. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 7. Có giới. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không kính trọng giới, không xem giới là tối thượng, không kính trọng định, không xem định là tối thượng, không kính trọng tuệ, không xem tuệ là tối thượng. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng, không kính trọng định, không xem định là tối thượng, không kính trọng tuệ, không xem tuệ là tối thượng. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng, kính trọng định, xem định là tối thượng, không kính trọng tuệ, không xem tuệ là tối thượng. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng, kính trọng định, xem định là tối thượng, kính trọng tuệ, xem tuệ là tối thượng. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 8. Diễn ly. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Thân diễn ly, tâm không diễn ly. Thân không diễn ly, tâm diễn ly. Thân không diễn ly, tâm không diễn ly. Thân diễn ly và tâm diễn ly. Và này các tỷ kheo, thế nào là thân diễn ly, tâm không diễn ly? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sống tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng. Vì ấy nghĩ đến dục tầm, nghĩ đến sân tầm, nghĩ đến hại tầm. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thân diễn ly, nhưng tâm không diễn ly. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người thân không diễn ly, nhưng tâm diễn ly?
Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không sống tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng. Vì ấy tại đấy, nghĩ đến tầm xuất ly, nghĩ đến tầm vô sân, nghĩ đến tầm bất hại. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thân không diễn ly, nhưng tâm diễn ly. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người thân không diễn ly và tâm không diễn ly? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không sống tại các núi non, khóm rừng, tại các trú xứ xa vắng. Tại đấy, vì ấy nghĩ đến dục tầm, nghĩ đến sân tầm, nghĩ đến hại tầm. Như vậy, này các tỷ kheo, là thân không diễn ly và tâm không diễn ly. Và này các tỷ kheo, thế nào là thân diễn ly và tâm diễn ly? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sống tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng. Vì ấy tại đấy, nghĩ đến tầm xuất ly, nghĩ đến tầm không sân, nghĩ đến tầm không hại. Như vậy, này các tỷ kheo, là thân diễn ly và tâm diễn ly. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 9. Thuyết pháp. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người thuyết pháp này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thuyết pháp, nói ít và không liên hệ đến vấn đề, và hội chúng không thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thuyết pháp, và vị ấy được xem là hạng người thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thuyết pháp, nói ít và liên hệ đến vấn đề và hội chúng thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thuyết pháp, và vị ấy được xem là hạng người thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thuyết pháp, nói nhiều và không liên hệ đến vấn đề, và hội chúng không thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thuyết pháp, và vị ấy được xem là hạng người thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thuyết pháp, nói nhiều và liên hệ đến vấn đề, và hội chúng thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thuyết pháp, và vị ấy được xem là hạng người thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người thuyết pháp này. 10. Hạng thuyết trình. Này các tỷ kheo, có bốn hạng thuyết trình này. Thế nào là bốn? Có bốn hạng thuyết trình. Này các tỷ kheo, đi đến ngõ bí, về nghĩa, không về văn, có hạng thuyết trình. Này các tỷ kheo, đi đến ngõ bí, về văn, nhưng không về nghĩa, có hạng người. Này các tỷ kheo, đi đến ngõ bí, về nghĩa, cũng như về văn, có hạng người. Này các tỷ kheo, không đi đến ngõ bí, về nghĩa, cũng như về văn. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người thuyết trình này. Không có trường hợp này, này các tỷ kheo, không có cơ hội này, là một người đã thành tựu bốn vô ngại giải, lại đi đến ngõ bí về nghĩa cũng như về văn. 15 La Mã. Phẩm ánh sáng. 1. Hào quang. Này các tỷ kheo, có bốn loại hào quang, thế nào là bốn? Hào quang mặt trăng, hào quang mặt trời, hào quang ngọn lửa, hào quang trí tuệ. Này các tỷ kheo, có bốn loại hào quang này. Và này các tỷ kheo, loại tối thượng trong bốn loại này là hào quang trí tuệ. 2. Ánh sáng. Này các tỷ kheo, có bốn loại ánh sáng này. Thế nào là bốn? Ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng trí tuệ. Này các tỷ kheo, có bốn loại ánh sáng này. Và này các tỷ kheo, loại tối thượng trong bốn loại này là ánh sáng trí tuệ. 3. Ánh lửa.
Này các tỷ kheo, có bốn loại ánh lửa này, thế nào là bốn? Ánh lửa mặt trăng, ánh lửa mặt trời, ánh lửa ngọn lửa, ánh lửa trí tuệ. Này các tỷ kheo, có bốn loại ánh lửa này. Và này các tỷ kheo, loại tối thượng trong bốn loại này là ánh lửa trí tuệ. 4. Ánh chiếu. Này các tỷ kheo, có bốn loại ánh chiếu này, thế nào là bốn? Ánh chiếu mặt trăng, ánh chiếu mặt trời, ánh chiếu ngọn lửa, ánh chiếu trí tuệ. Này các tỷ kheo, có bốn loại ánh chiếu này. Và này các tỷ kheo, loại tối thượng trong bốn loại này là ánh chiếu trí tuệ. 5. Ánh đèn. Này các tỷ kheo, có bốn loại ánh đèn này, thế nào là bốn? Ánh đèn mặt trăng, ánh đèn mặt trời, ánh đèn ngọn lửa, ánh đèn trí tuệ. Này các tỷ kheo, có bốn loại ánh đèn này. Và này các tỷ kheo, loại tối thượng trong bốn loại này là ánh đèn trí tuệ. 6. Thời gian. Có bốn loại thời gian này, thế nào là bốn? Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời. Này các tỷ kheo, có bốn loại thời gian này. 7. Thời gian. Có bốn thời gian này. Này các tỷ kheo, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc, thế nào là bốn? Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời. Bốn thời gian này, này các tỷ kheo, nếu khéo tu tập, khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Ví như, này các tỷ kheo, trên đỉnh núi trời mưa nặng hột và nước chảy theo triền thấp, tràn đầy hang núi, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, thung lũng được tràn đầy, thời ao nhỏ được tràn đầy. Ao nhỏ được tràn đầy, thời ao lớn được tràn đầy. Ao lớn được tràn đầy, thời sông nhỏ được tràn đầy. Sông nhỏ được tràn đầy, thời sông lớn được tràn đầy. Sông lớn được tràn đầy, thời biển lớn đại dương được tràn đầy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, bốn thời gian này, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. 8. Hạnh ác về lời nói. Này các tỷ kheo, có bốn hạnh ác về lời nói này, thế nào là bốn? Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ô ác, nói lời phù phiếm. Này các tỷ kheo, có bốn hạnh ác về lời nói này. 9. Hạnh thiện về lời nói. Này các tỷ kheo, có bốn hạnh thiện về lời nói này, thế nào là bốn? Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu hòa, nói lời thông minh. Này các tỷ kheo, có bốn hạnh thiện về lời nói này. 10. Lõi. Này các tỷ kheo, có bốn lõi này, thế nào là bốn? Lõi về giới, lõi về định, lõi về tuệ, lõi về giải thoát. Này các tỷ kheo, có bốn loại lõi này. 16 La Mã, phẩm các căn. 1. Các căn. Này các tỷ kheo, có bốn căn này, thế nào là bốn? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn. Này các tỷ kheo, có bốn căn này. 2. Lực. Này các tỷ kheo, có bốn lực này, thế nào là bốn? Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực. Này các tỷ kheo, có bốn lực này. 3. Lực. Này các tỷ kheo, có bốn lực này, thế nào là bốn? Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Này các tỷ kheo, có bốn lực này. 4. Lực. Này các tỷ kheo, có bốn lực này, thế nào là bốn? Niệm lực, định lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Này các tỷ kheo, có bốn lực này.
5. Lực. Này các tỷ kheo, có bốn lực này, thế nào là bốn? Giảm trạch lực, tu tập lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Này các tỷ kheo, có bốn lực này. 6. Kiếp. Này các tỷ kheo, có bốn vô lượng của kiếp này, thế nào là bốn? Khi kiếp chuyển thành, này các tỷ kheo, thật không dễ gì để ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có nhiều ngàn năm như vậy, có nhiều trăm ngàn năm như vậy. Khi kiếp đã chuyển thành và dừng lại, này các tỷ kheo, thật không dễ gì ước tính như vậy. Khi kiếp chuyển hoại, này các tỷ kheo, thật không dễ gì để ước tính có nhiều năm như vậy, như vậy. Khi kiếp đã chuyển hoại và dừng lại, này các tỷ kheo, thật không dễ gì để ước tính như vậy. Này các tỷ kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. 7. Bệnh. Này các tỷ kheo, có hai loại bệnh này, thế nào là hai? Bệnh về thân và bệnh về tâm. Này các tỷ kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận mình là không thân bệnh được một năm, tự nhận mình là không thân bệnh được hai năm, được ba, được bốn, được năm, được mười, được hai mươi, được ba mươi, được bốn mươi, tự nhận mình là không thân bệnh được 50 năm, tự nhận mình là không thân bệnh được 100 năm. Các chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, rất khó tìm được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là không tâm bệnh, dầu chỉ trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn từ các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, có bốn loại bệnh này cho người xuất gia, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có người dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội. Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với các vật dụng như y, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Vị ấy nỗ lực, cố gắng, tinh tấn để được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Vị ấy sau khi tính toán đi đến các gia đình, sau khi tính toán ngồi xuống, sau khi tính toán thuyết pháp, sau khi tính toán ngưng nín tiểu tiện đại tiện. Như vậy, này các tỷ kheo, là bốn chứng bệnh của người xuất gia. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau: ta sẽ không có dục lớn, bực bội, tức tối, tự bằng lòng với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ không nỗ lực, không cố gắng, không tinh tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ kham nhẫn, lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm với ruồi và mũi, với gió và mưa và các vật bò sát, kham nhẫn các hình thức nói phô khó chịu, khó chấp nhận. Ta sẽ chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi lên khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hỷ, không khả ý, đứt mạng sống. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. 8. Thối đọa. Tại đây, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo: này các hiền giả tỷ kheo, thưa dân hiền giả. Các tỷ kheo ấy dâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: thưa các hiền giả, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng tôi thối đọa khỏi các thiện pháp. Đây được Thế Tôn gọi là thối đọa. Thế nào là bốn?
Tham ái tăng thịnh, sân tăng thịnh, si tăng thịnh. Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, không có tuệ nhãn soi thấu. Thưa các hiền giả, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng ta thối đọa khỏi các thiện pháp. Đây được Thế Tôn gọi là thối đọa. Thưa các hiền giả, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng tôi không thối đọa khỏi các thiện pháp. Đây được Thế Tôn gọi là không thối đọa. Thế nào là bốn? Tham ái giảm thiểu, sân giảm thiểu, si giảm thiểu. Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, có tuệ nhãn soi thấu. Thưa các hiền giả, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng ta không có thối đọa khỏi các thiện pháp. Đây được Thế Tôn gọi là không thối đọa. 9. Tỷ kheo ni. Một thời tôn giả Ananda trú ở Kosambi tại khu vườn Kosita. Rồi một tỷ kheo ni gọi một người và nói: Hãy đến đây thưa ông, hãy đi đến tôn giả Ananda và nhân danh tôi với đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda và nói: Thưa tôn giả, tỷ kheo ni tên là bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Tỷ kheo ni với đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda và nói như sau: Thưa tôn giả, lành thay, nếu tôn giả Ananda đi đến trú xứ của tỷ kheo ni, đi đến tỷ kheo ni ấy vì lòng từ mẫn. Thưa vâng nữ tôn giả, người ấy vâng đáp tỷ kheo ni ấy đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy nói với tôn giả Ananda: Thưa tôn giả, tỷ kheo ni tên này bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, với đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda và nói như sau: Lành thay, thưa tôn giả, nếu tôn giả Ananda đi đến trú xứ của tỷ kheo ni, đi đến tỷ kheo ni ấy vì lòng từ mẫn. Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Ananda đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ tỷ kheo ni. Tỷ kheo ni ấy thấy tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi thấy liền trùm đầu và nằm trên giường. Rồi tôn giả Ananda đi đến tỷ kheo ni ấy, sau khi đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, tôn giả Ananda nói với tỷ kheo ni ấy: Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn cần phải đoạn tận. Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái, ái cần phải đoạn tận. Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, y cứ vào kiêu mạn cần phải đoạn tận. Này chị, thân này do dâm dục tác thành, y cứ vào dâm dục. Dâm dục, sự phá đổ cây cầu được Thế Tôn nói đến. Này chị, thân này do đồ ăn tác thành, y cứ vào đồ ăn cần phải đoạn tận. Như vậy được nói đến, chính do duyên này được nói đến. Này chị, ở đây tỷ kheo như lý quán sát thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi phải bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Vị ấy sau một thời gian, dầu cho y cứ vào đồ ăn, vẫn không đắm trước đồ ăn. Này chị, thân này do đồ ăn tác thành, y cứ vào đồ ăn, đồ ăn cần phải đoạn tận. Như vậy được nói đến, chính do duyên này được nói đến. Này chị,
thân này do ái tác thành, y cứ vào ái, ái cần phải đoạn tận. Như vậy được nói đến, y cứ vào gì được nói đến như vậy? Ở đây, này chị, tỷ kheo nghe, tỷ kheo tên này do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy suy nghĩ, thật vậy, ta cũng do đoạn tận các lậu hoặc, ta sẽ chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy sau một thời gian, dầu y cứ vào ái, đoạn tận ái. Này chị, thân này do ái tác thành, y cứ vào ái, ái cần phải đoạn tận. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến. Này chị, thân này do kiêu mạn tác thành, y cứ vào kiêu mạn cần phải đoạn tận. Như vậy được nói đến, y cứ vào gì được nói đến như vậy? Ở đây, này chị, tỷ kheo nghe, tỷ kheo tên này do đoạn diệt các lậu hoặc, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy suy nghĩ, vậy sao ta lại không như vậy? Vị ấy sau một thời gian, dầu y cứ vào kiêu mạn, đoạn tận kiêu mạn. Này chị, thân này do kiêu mạn tác thành, y cứ vào kiêu mạn cần phải đoạn tận. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến. Này chị, thân này do dâm dục tác thành, dâm dục, sự phá đổ cây cầu được Thế Tôn nói đến. Rồi tỷ kheo ni ấy từ giường đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, với đầu đảnh lễ chân của tôn giả Ananda, và thưa với tôn giả Ananda: Một lỗi con đã vi phạm, thưa tôn giả, vì ngu đần, vì si mê, vì bất thiện. Thưa tôn giả, mong tôn giả Ananda chấp nhận cho con tội lỗi này là một tội lỗi để con ngăn ngừa trong tương lai. Thật vậy, này chị, thật sự chị đã phạm tội vì ngu đần, vì si mê, vì bất thiện. Chị đã làm như vậy. Này chị, vì chị thấy phạm tội là phạm tội và như pháp phát lộ, nên chúng tôi chấp nhận tội ấy cho chị. Này chị, như vậy luật của Bậc Thánh được tăng trưởng khi thấy được phạm tội là phạm tội và như pháp phát lộ để ngăn giữ trong tương lai. 10. Luật của Bậc Thiện Thệ. Này các tỷ kheo, khi Bậc Thiện Thệ hay luật của Bậc Thiện Thệ an trú ở đời là vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và này các tỷ kheo, thế nào là thiện thệ? Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai có mặt ở đời, Bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây là bậc thiện thệ. Và này các tỷ kheo, thế nào là luật của bậc thiện thệ? Vị ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Này các tỷ kheo, đây là luật của bậc thiện thệ. Này các tỷ kheo, khi bậc thiện thệ hay luật của bậc thiện thệ an trú ở đời, làm gì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Có bốn pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo học thuộc lòng kinh được lãnh thọ sai lầm, với văn cú sắp đặt bị đảo lộn. Do văn cú bị sắp đặt đảo lộn
này các tỷ kheo, nên nghĩa lý bị hướng dẫn sai lạc. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ nhất đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo là những người khó nói, thành tựu với những pháp khiến cho trở thành khó nói, khó kham nhẫn. Họ không kính trọng lời giáo giới. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ hai đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với những tỷ kheo nghe nhiều, thông hiểu các tập A Hàm, bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu, các vị ấy không nói lại kinh cho người khác một cách cẩn thận. Khi họ mệnh chung, kinh bị cắt đứt tại gốc rễ, không có chỗ y cứ. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ ba đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các trưởng lão tỷ kheo là những vị sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng, sống diễn ly, không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, và những thế hệ sau tiếp nối theo tà kiến của họ. Thế hệ ấy cũng sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng, sống diễn ly, không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ tư đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất.